Tần Tuấn Kiệt sinh ngày 1 tháng 9 năm 1991 tại Phúc Kiến. Anh được biết đến là một nam diễn viên điện ảnh và truyền hình ở Trung Quốc. Tần Tuấn Kiệt lần đầu chạm ngõ phim ảnh với vai diễn Vương Tử Nguyễn Thành trong bộ phim điện ảnh Hoàng Kim Giáp. Được lăng xê hết mình, Tần Tuấn Kiệt còn tham gia vào nhiều phim khác như Chu Tiên Thanh Vân Chí, Long Châu Truyền Kỳ, Thính Tuyết Lâu. Năm 2006 đến 2013, tham gia diễn xuất và phát triển sự nghiệp. Tần Tuấn Kiệt gia nhập làng giải trí vào năm 2006 với bộ phim điện ảnh cổ trang Hoàng Kim Giáp cùng Châu Nhuận Phát, Cùng Lợi, Châu Kiệt Luân. Tiếp đó, anh được nhiều người biết đến khi đóng vai chính trong Hoàng Tử Tennis vào năm 2008. Cùng năm, Tần Tuấn Kiệt trở thành nam chính trong bộ phim Thanh Xuân, Cơn Gió Lướt Qua. Tháng 8 năm 2009, Tần Tuấn Kiệt tiếp tục đóng vai chính trong Come On Hoàng Tử Tennis. Trong hai năm 2012 và 2013, Tần Tuấn Kiệt góp mặt trong các phim truyền hình như Phong Hỏa Nhật Lệ, Họa Bì Hai và A Different Town. Năm 2014, Tần Tuấn Kiệt xuất hiện trong phim cổ trang Cổ Kiếm Kỳ Đàm bên cạnh Lý Dịch Phong, Dương Mịch, Mã Thiên Vũ. Cùng năm, anh đóng chính trong bộ phim Hoàng Phi Hồng, Bí ẩn một huyền thoại và tham gia vào hai phim mới là Dị Nhân, Tú Lệ Giang Sơn, Chi Trưởng Ca Hành. Năm 2014, bộ phim Tần Thời Minh Nguyệt có sự xuất hiện của Tần Tuấn Kiệt lên sóng. Năm 2016, Tần Tuấn Kiệt đảm nhận vai Tăng Thư Thư trong Chu Tiên Thanh Vân Chí. Một năm sau, anh đóng chính trong Đại Đường Vinh Diệu, Thiên Hạ Trường An và Long Châu Truyền Kỳ. Từ năm 2018 đến năm 2019, Tần Tuấn Kiệt tham gia những bộ phim nổi bật như Bong Bóng Mùa Hè cùng Trương Tuyết Nghênh, Thính Tuyết Lâu cùng Viên Băng Nghiên, Bệnh Viện Hằng Sơn và Trước Sau Vẹn Toàn. Nam diễn viên đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng từ tổng tài, người trong võ lâm đến cảnh sát ngầm. Tuy nhiên, những bộ phim trong giai đoạn này vẫn chưa giúp anh bật lên giữa dàn sao nam lưu lượng trong showbiz. Năm 2020, Tần Tuấn Kiệt quay bộ phim chiếu mạng có tên Tháp Thông Thiên, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám 120 ngày nhìn trộm của tác giả Sái Tuấn. Bên cạnh đó, bộ phim Bệnh viện Hằng Sơn quay vào năm 2019 do Tần Tuấn Kiệt đảm nhận vai chính cũng đã cho ra mắt teaser đầu tiên vào tháng 8 năm 2020. Hiện tại, người hâm mộ đang trông chờ vào các dự án phim mới của anh. Có thể nói Tần Tuấn Kiệt là một ngôi sao có miếng nhưng lại không có tiếng ở showbiz Hoa ngữ. Bởi lẽ anh chàng diễn viên này đã phải loay hoay gần 14 năm nhưng vẫn không có lấy một vai diễn bùng nổ. Và bên cạnh sự nghiệp khá yên ắng thì Tần Tuấn Kiệt lại được nhớ đến bởi những ồn ào tình ái nhiều hơn. Tần Tuấn Kiệt hẹn hò Dương Tử. Tần Tuấn Kiệt bắt đầu hẹn hò với Dương Tử từ giữa năm 2016. Tuy nhiên đến Valentine 2017, cả hai mới công khai hẹn hò. Trong lúc đang yêu đương, Tần Tuấn Kiệt và Dương Tử lại tiếp tục sóng đôi trong bộ phim Long Châu Truyền Kỳ. Sau 2 năm quen nhau, Tần Tuấn Kiệt và Dương Tử đã công bố chia tay. Thực chất mối tình của cả hai từ lúc mặn nồng đến khi được ai nấy đi đều phủ đầy thị phi. Không chỉ Tần Tuấn Kiệt mà Dương Tử trở thành tâm điểm gây tranh cãi mà nhiều người ngoài cuộc cũng bị réo gọi đến mệt mỏi. Cụ thể, trong lúc Tần Tuấn Kiệt và Dương Tử đang hẹn hò, cô bất ngờ đăng tải hình ảnh đội nón xanh ngầm cho biết mình bị cắm sừng. Thấy thế, cư dân mạng và fan Dương Tử đã cho rằng Tần Tuấn Kiệt ngoại tình và chỉ trích anh không ngừng. Khi Tần Tuấn Kiệt đóng phim Bong Bóng Mùa Hè cùng với Trương Tuyết Nghênh, Dương Tử lại tự dưng chia sẻ mình nằm mơ thấy bạn trai ngoại tình với nữ diễn viên Trung Đoàn. Điều này khiến dư luận chĩa mũi về phía Trương Tuyết Nghênh, làm cho cô vô cớ bị gắn mác tiểu tam và còn bị mắng chửi thậm tệ. Năm 2017, Tần Tuấn Kiệt hợp tác bạn học cũ Triệu Anh Tử trong phim Thiên Y Vô Phùng. Sau đó, một bức ảnh tại cuộc họp mặt bạn học cũ của hai người được đăng tải, Triệu Anh Tử bỗng dưng bị mắng chửi là kỹ nữ. Fan của Dương Tử lúc này còn tố Tần Tuấn Kiệt là hút máu, cọ nhiệt độ. Tháng 9 năm 2018, một tài khoản marketing tung tin nóng Tần Tuấn Kiệt và Triệu Anh Tử quen nhau. Tần Tuấn Kiệt tiếp tục bị mắng là cha nam. Tin đồn yêu đương Viên Băng Nghiên. Tần Tuấn Kiệt và Viên Băng Nghiên đóng chung phim cổ trang Thính Tuyết Lâu. Lúc này cả hai vướng tin đồn hẹn hò khi tiếp xúc thân mật với nhau. Nhưng thực chất trong bức ảnh có mặt hai người, Tần Tuấn Kiệt đang dùng tay vuốt tóc và không tiếp xúc nhiều với Viên Băng Nghiên. Tuy nhiên, vì góc độ gây hiểu lầm mà hình tượng cha nam của Tần Tuấn Kiệt lại bị mang ra chế nhạo. Đồng thời, cách đó không lâu, Dương Tử có tiết lộ việc cô chia tay Tần Tuấn Kiệt không liên quan đến Trương Tuyết Nghênh. Việc này khiến cho mọi người đã dồn sự nghi ngờ vào Viên Băng Nghiên, cho rằng cô mới là người thứ ba.
Trước những tranh cãi về việc có quan hệ tình cảm với Viên Băng Nghiên, phía Tần Tuấn Kiệt đã liên hệ với Sina, thông báo đoàn phim sẽ họp mặt và nhờ đến pháp luật để giải quyết việc này. Sau đó, người chụp ảnh cũng đăng lên video hoàn chỉnh chứng minh Tần Tuấn Kiệt trong sạch. Tần Tuấn Kiệt bị bắt gặp qua đêm với Tôn Y. Chuyện hẹn hò với Viên Băng Nghiên lắng xuống chưa được bao lâu thì thị phi lại bủa vây Tần Tuấn Kiệt. Năm 2018, thông tin Tần Tuấn Kiệt phát sinh tình cảm với Tôn Y được lan truyền. Hai người kết thúc cảnh quay nhưng vẫn nắm tay bước đi. Người tạo trò, người thẹn thùng mỉm cười, cho thấy mối quan hệ rất thân mật. Tuy nhiên, phòng làm việc của Tần Tuấn Kiệt đã nhanh chóng phủ nhận chuyện này. Mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc khi ngày 18 tháng 4 năm 2019, truyền thông tiếp tục đăng ảnh Tần Tuấn Kiệt hẹn hò qua đêm cùng Tôn Y. Bức ảnh cho thấy Tôn Y buổi tối mặc đồ ngủ xuống lầu gặp Tần Tuấn Kiệt, hai người cùng lên nhà cô và qua đêm. Sáng hôm sau, Tần Tuấn Kiệt xuất hiện ở chỗ nhà Tôn Y và đi đến địa điểm quay phim. Còn Tôn Y thì đi dạo sau khi tiễn người tình tin đồn đi làm. Tính đến tháng 9 năm 2020, Weibo của anh đã có hơn 12 triệu người theo dõi. Bên cạnh những hình ảnh quảng bá phim, Tần Tuấn Kiệt còn chia sẻ những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống của anh. Điển hình như Tần Tuấn Kiệt đã tố ekip sống ảo khi chỉnh sửa hình của anh lung linh hơn và còn đăng tải bức ảnh gốc để so sánh. Hội tụ đầy đủ các yếu tố về tài năng, nhan sắc, ban đầu còn được công ty chủ quản lân xê hết mình, thế nhưng sự nghiệp của Tần Tuấn Kiệt lại chưa có những bước tiến đáng kể. Và đáng nói là những diễn viên cùng thời với anh như Dương Dương, Lý Dịch Phong đều đã trở thành những nam thần lưu lượng hàng đầu của Hoa ngữ. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!